Xin kính chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 321 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy mất chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự động viên ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục nghe chuyện. Tiếp theo tập trước, lúc bấy giờ, Hỗn Độn Đế đột nhiên tỉnh dậy bên trong Hỗn Độn Thị, mở mắt lộ ra sự khó tin. Các quầng hỗn độn khí trào dâng chặn đường đạo lưu quang kia. Hỗn Độn Đế đứng trong hỗn độn khói cuồn cuộn nhìn ánh sáng đấy, thần nhãn mở ra nhìn sinh linh bên trong ánh sáng, kinh ngạc mà kêu lên: "Là ngươi sao?" "Phải, không sai, là ta." Ánh sáng kia tan đi, một thân ảnh bước ra, hắn mỉm cười nói: "Đạo huynh, ta đã trở lại rồi." "Ngươi trở lại rồi sao?" Hỗn Độn Đế không hiểu, lẩm bẩm nói: "Sao có thể như vậy? Đúng rồi, ta hiểu rồi, thì ra là vậy. Ngươi quay lại làm gì?" "Đương nhiên là báo thù rồi." Thân ảnh đó mỉm cười nói: "Báo thù sao?" Ánh mắt của Hỗn Độn Đế lay động, hắn lên tiếng: "Đạo hữu tới từ hỗn độn, có biết một số chuyện của tương lai hay không?" Thân ảnh đó đột nhiên cười ha ha: "Tương lai bất định, những điều ta biết chưa chắc sẽ xảy ra, hà tất phải cưỡng cầu đấy. Đạo huynh, người cũng xuất thân từ hỗn độn, phải biết điều này mới phải." Hỗn Độn Đế gật đầu rồi lên tiếng: "Tuy là nói vậy, nhưng ngươi trở về rồi, ta muốn biết ngươi đã thấy được những gì ở trong tương lai kìa." "Kiếp số sắp tới, đạo huynh vẫn là đừng cố tìm hiểu. Kiếp số này có thể sẽ loại bỏ một số bệnh tật ngoan cố của quá khứ, cũng có thể long trời lở đất thay đổi cục diện. Mọi việc tới lúc đó rồi hãy nói đi." Thân ảnh đấy được bao quanh bởi ánh sáng, tướng mạo lại được che khuất đi, hắn lên tiếng nói: "Phổ Tăng thần thú có một cành rơi vào tay ngươi, đạo huynh hãy trả lại cho ta đi." Hỗn Độn Đế trầm ngâm một lúc rồi gật đầu: "Cũng nên trả lại cho ngươi." Mà cũng trong lúc này, bên trong vũ trụ cổ, trong vị tế thần thành, Hỗn Độn Vũ dùng nhánh Phổ Tăng trấn thủ thần thành. Đột nhiên nhánh Phù Tang bay vút lên trời, ánh sáng chói lòa bao lấy nhánh Phù Tang bay mất. Hỗn Độn Vũ kinh ngạc ngẩng lên thì nhánh Phù Tang đã không thấy đâu nữa. "Lão tổ tông, triệu hồi cành Phù Tang vào lúc này để làm cái gì đấy?" Cành Phù Tang lao đi không biết bao lâu sau tới thần thành thứ 9, xuyên qua truyền tống trận rồi lao vào Phục Tương Quan, đi qua Tử Vi Đế Tinh và Thiên Đình, tiến thẳng về lãnh địa của Hỗn Độn Thị. Ở bên ngoài của lãnh địa Hỗn Độn Thị, Phù Tang thần thụ tỏa sáng, đột nhiên cành Phù Tang bay tới trở lại là một cành ở trên cây. "Đạo huynh yên tâm, ta sẽ dùng xong rồi sẽ trả ngay." Thân ảnh trong quầng sáng cất Phù Tăng thần thụ đi, biến thành một đạo lưu quang rồi bay đi. Hỗn Độn Đế nhìn hắn rời đi lắc lắc đầu: "Thay đổi lớn sắp xảy ra rồi đấy. Hắn lại trở về từ hỗn độn, cục thế sắp rối ren rồi. Không biết sau này ta còn trở lại được hỗn độn được hay không đấy. Liệu sau này hỗn độn có còn trong lành cho ta bơi lội thoải mái trong đó không đấy?" Thân ảnh mà hỗn độn biến thành càng ngày càng bay cao lên. Hắc Đế Cung bên ngoài Tử Vi lúc này bóng đêm vô tận bao trùm. Trong bóng đêm một vị cường giả cổ xưa đang nhìn xuống Thiên Đình: "Sắp trưởng thành rồi, sắp trưởng thành rồi." Vị đó nhìn Mục Tiên Tiên đang xử lý chính vụ tại bên trong Thiên Đình, hắn lẩm bẩm: "Con cá của ta đã lớn rồi, thoát khỏi cấn thân quá khứ vẫn rơi vào người của ngươi." Hắc Đế đột nhiên tim rung mạnh, vội vàng thu ánh mắt nhìn ra bên ngoài. Một tia sáng bắn qua Hắc Đế Cung của hắn, đi thẳng về hướng đạo giới. Hắc Đế trợn mắt, sự chấn kinh trong lòng khó lòng mà lặng xuống. Tuy hắn tự thấy mình là kẻ mạnh nhất thế gian hiện nay, nhưng cũng không thể vào đạo giới. Giờ hắn chỉ có thể đặt cung điện của mình ở đây, ở gần đạo giới để hấp thu năng lượng. Nhưng tia sáng kia lại chạy thẳng tới đạo giới, rõ ràng là tu vi thực lực hơn hắn. "Lại có kẻ còn cường hãn hơn ta hay sao?"
không phải Đại Tư Mệnh, cũng không phải Bạch Đế kia. Hắc Đế trong đầu như phát nổ, thấy tia sáng đó sắp bay vào đạo giới, cánh cửa khổng lồ của đạo giới từ từ mở ra, có vẻ rất là hư ảo, không giống như thế giới chân thực. Nhưng khí tức bên trong tỏa ra khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái, dường như lúc nào cũng ở trong trạng thái ngộ đạo vậy. Đạo giới chỉ tỏa một lần một chút khí tức đã khiến cho Hắc Đế cảm thấy lợi ích vô vàn. Cánh cửa đạo giới mở ra thì càng là sự kiện chưa từng có. Trong một khoảnh khắc, Hắc Đế đầy sự khao khát đạo giới, chỉ hận không thể lao vào. Nhưng tia sáng kia tới trước cánh cửa đạo giới, tuy tốc độ không giảm nhưng vẫn cách đạo giới một mặt khoảng như vậy, bay thế nào cũng không thể vào trong được. Đạo huynh, Hắc Đế ánh mắt lay động, hắn nói lớn: tuy cửa mở thế nhưng không phải cảnh giới đạo thần thì không thể vào được đâu. Nếu như đạo huynh cứ cố tình thì chỉ e rằng mất công sức mà thôi. Từ trong tia sáng vọng ra tiếng gầm lớn, tốc độ bỗng tăng vọt, gần hơn cánh cửa đạo giới một chút. Hắc Đế sắc mặt đại biến: lẽ nào hắn thật sự có thể vào trong đạo giới hay sao? Đúng vào lúc này, ánh sáng trong đạo giới lay động, thấp thoáng hiện lên cảnh tượng kỳ diệu. Có lẽ là đại đạo trong đạo giới hình thành hình thái giống như một cây tử trúc, soạt một tiếng giáng xuống. Thiên ảnh trong tia sáng kia thiên biến vạn hóa, thần thông vô lượng, đối với cây tử trúc mấy chục chiêu, ngay cả Hắc Đế cũng phải tán thưởng. Đột nhiên thân ảnh trong tia sáng kia bị cây tử trúc đánh bay ra ngoài. Đây chính là thời cơ hiếm có để ta ra tay. Hắn bị bảo vật của hậu thổ nương nương đánh trúng rồi, chắc chắn sẽ bị trọng thương. Nếu đoạt được tu vi khí vận của hắn thì chắc chắn ta sẽ giảm bớt được trở ngại trên con đường trở thành đạo thần kia. Hắc Đế đang định đánh lén đoạt khí vận của kẻ kia thì đột nhiên thấy thân ảnh đó bay vút lên trời, tiếp tục lao về cánh cửa đạo giới, tế lên phù tăng thần thụ nhằm cây tử trúc mà đánh tới. Cường hãn tới vậy sao? Hắc Đế kinh ngạc, vội vàng kiềm nén sự kích động liền ra tay. Trong cánh cửa đạo giới lại hiện lên một thứ nữa, Hắc Đế nhìn thấy không khỏi sững sờ. Trốn trong cung điện như chuột thấy mèo, không dám lộ diện. Từ trong cánh cửa đạo giới bay ra một bông hoa sen, tầng tầng lớp lớp cánh hoa mở ra chụp xuống phù tăng thần thụ. Phù tăng thần thụ vô cùng to lớn, thế nhưng cũng bị bông hoa sen đè cong xuống. Giờ cây tử trúc cũng chấn áp khiến cho phù tăng thần thụ phải chịu áp lực càng ngày càng lớn hơn. Thân ảnh trong tia sáng kia chống lại lưỡng đại linh căn lập tức không chịu nổi. Giờ một chiếc trống từ trong cánh cửa đạo giới bay ra, từng một tiếng, từng một tiếng, thân ảnh trong tia sáng hự lên một tiếng, không chống lại được nữa, bị đè rơi xuống, không biết bay tới nơi nào. Cánh cửa đạo giới đóng lại, các loại dị tượng liền biến mất, đạo giới cũng đã biến mất. Rốt cuộc là kẻ nào lại có thể chống lại uy năng của lưỡng đại linh căn được đây? Hắc Đế thấy bông hoa sen và cây tử trúc trở lại đạo giới, lúc này mới thò đầu ra nhìn xuống, thấy thân ảnh kia bị đánh bay thành một đường thông đạo, xung quanh là vô số vết máu sót lại, trong lòng đầy vẻ kinh hãi. Vũ khí của hai vị đạo thần hợp lực công kích mà hắn vẫn sống được sao? Rốt cuộc kẻ nào có thể cường hãn tới mức đó đây? Hắc Đế vội ra tay thu thập một chút máu tươi, quan sát nó, đột nhiên sắc mặt đột biến, biến thành hắc quang đi theo dấu máu. Loại tiên thiên thần huyết này cho ta cảm giác quen thuộc, ta muốn biết xem người rốt cuộc là ai nào. Hắc Đế vừa đi thì đột nhiên một đạo bạch quang xuất hiện rồi đi theo Hắc Đế. Hạ giới, lại xuất hiện một cường giả cỡ này, đúng là đáng sợ. Hắn chắc chắn là Thái Cổ Thần Vương, không biết là vị đạo hữu nào, có lẽ tìm hắn cùng đối phó với Đại Tư Mệnh vậy. Ở bên ngoài thánh địa Hỗn Độn Thị, đột nhiên phù tăng thần thụ bao quanh bởi hỏa diễm rơi xuống, đi qua thánh địa Hỗn Độn Thị, sắp lao xuống lãnh địa thì một cành phù tăng bay ra đáp xuống thánh địa. Hỗn Độn Đế giơ tay nhấc cành phù tăng đó lên, rồi búng một cái, cành phù tang phá không bay thẳng tới vũ trụ cổ. Hỗn độn khí tụ trong mắt Hỗn Độn Đế, hắn nhíu mắt nhìn thấy phù tang thần thụ đang rơi bỗng dừng lại rồi bay vút lên trời vào trong hư không giới. Đúng là kẻ không chịu yên ổn. Hỗn Độn Đế lắc đầu, hư không giới vô tận bị sự xuất hiện của người kia gây náo động. Thiên Mộ Thân của Thiên ngay lập tức cảm nhận được dị thường, vội vàng đi ra xem, chưa thấy được gì thì đã bị chấn động tới thổ huyết, toàn thân cứng đờ như thi thể đứng tại chỗ không động đậy nổi, trong lòng không khỏi kinh hãi. Sâu trong hư không giới, 24 vị thánh đế cùng lúc mở mắt chuẩn bị tỉnh lại, nhưng lúc này tiếng nói của Đại Toại từ hư không vọng lại: trừ vị đạo hữu không cần phải tỉnh lại, hắn không hề có ác ý đâu. Khí tức khủng khiếp của 24 vị thánh đế dần bình ổn trở lại, vẫn ở trong trạng thái ngủ vùi, duy trì sự hoạt động của hư không giới. Ồ, vị đạo hữu đây.
linh hồn của đại toại từ từ mở mắt, hư không giới lập tức bị ánh mắt hắn chiếu rọi sáng loà. Tiếng nói vang vọng trong hư không: "Ngươi vào hư không giới có chuyện gì vậy? Sao ngươi không nhận ra ta nữa sao?" Trong tia sáng, một thân ảnh không ngừng dao động, gần như nằm giữa hỗn độn và chân thực vậy. Đại toại kinh ngạc quan sát kỹ một lúc rồi lên tiếng: "Ta đã tạo một khiếu cho ngươi, thế nhưng không ngờ thì ra là ngươi. Đúng là một lần khác cũng có định số cả. Ngươi tới tìm ta có chuyện gì vậy?" "Tới mời đại toại phá vỡ hư không." Đại toại sắc mặt biến đổi: "Ngươi làm việc quá bá đạo, không thể để lại đường lui. Hư không giới không thể phá hủy được, nếu không linh hồn không có chỗ nương tựa. Vậy ngươi và 24 vị thánh đế còn duy trì được bao lâu nữa đây?" Thân ảnh kia lên tiếng hỏi: "Ngươi đi đi, đừng có quấy nhiễu giấc mơ của ta." Bên trong thánh địa Thương Cốc, Trung Nhạc và Kim Ô Thần Đế thấp thỏm bất an. Tuy Trung Nhạc nói với Kim Ô Thần Đế là hỗn độn xuất thế chưa chắc là chuyện xấu, nhưng kẻ họ thả ra thực sự là quá khủng bố, hậu quả khó có mà dự liệu. Hắn ta là một đại đế bị trấn áp trong hỗn độn, đồng hóa thành sinh vật hỗn độn, ngay cả hỗn độn cũng không thể giết thẳng hắn. Sau khi có thất khiếu, hắn vẫn trở về bản ngã của mình. Rốt cuộc kẻ nào lại bị trấn áp trong hỗn độn đây? Sự xuất hiện của hắn sẽ đem tới biến số gì đây? Hơn nữa, Phù Tăng Thần Thụ vẫn luôn ở Thương Cốc, Tiên Thiên Thần Đế, Tiên Thiên Ma Đế đều không thể lấy linh căn này đi được. Nhưng hỗn độn này vừa xuất thế thì cướp đi luôn, lấy đi quá dễ rồi thì phải. Lẽ nào hắn và Phù Tăng Thần Thụ có mối liên hệ gì hay sao? Còn nữa, hắn nói có liên quan với ta là có ý gì? Trung Nhạc nghĩ mãi không hiểu, trong lòng có chút ngại với Kim Ô Thần Đế. Phù Tăng Thần Thụ là trọng bảo của Thương Cốc Thánh Địa, trấn áp khí vận Kim Ô Thần Đế, để cho Kim Ô Thần Đế có thể ngang ngửa với Tiên Thiên Thần Đế. Giờ lại vì Trung Nhạc mở hai khiếu cho hỗn độn mà xuất thế, đoạt mất Phù Tăng Thần Thụ, vì thế hắn rất áy náy. Kim Ô Thần Đế nhận ra điều này, biết hắn nghĩ gì, Kim Ô Thần Đế lên tiếng: "Ngươi cũng đừng bận tâm, ngươi không ngờ được chuyện này xảy ra mà. Cây Phù Tăng Thần Thụ đó còn gọi là toại thụ, là phù mộc, là của đại toại để lại. Trước đại toại thì chủ nhân Phù Tăng Thần Thụ là Đại Nhật Thần Vương. Trước Đại Nhật Thần Vương thì nó là thiên địa linh căn vô chủ. Kim Mô Thị ta chỉ là dựng địa điểm trên đó mà thôi. Thực ra Phù Tăng Thần Thụ không liên quan lắm tới Kim Mô Thị ta đâu. Cây thần thụ này ở lại Kim Mô Thị cũng sẽ gặp họa. Giờ bị hỗn độn đoạt đi chưa chắc đã là chuyện xấu đâu." Trung Nhạc lắc lắc đầu: "Hỗn độn quá, chân cây là hiếm có, còn tốt hơn các loại thánh dược khác rất nhiều lần. Mất cây sau này, hỗn độn quả của Kim Ô Thế cũng không có điểm tựa nữa rồi. Chỉ bằng thế này đi, ở đây ta có mấy cây thánh dược, tặng cho Kim Ô Thế coi như bồi thường chút ít vậy." Hắn lấy thánh dược mà hắn có được ra, ngay cả họa bích ba hoa cũng được hắn lấy ra. Kim Ô Thế chần chừ chọn ra một cây rồi lên tiếng cười nói: "Cô ra, không cần phải bận tâm quá đâu, chỉ cần cho vãn bối của Kim Ô Thị ta một cây đủ để mở bí cảnh là đủ rồi. Về sau hậu bối của ngươi cũng cần thánh dược mở bí cảnh thứ 7 mà." Trung Nhạc cất những cây thánh dược còn lại đi. "Giờ không biết nơi sinh ra của các thần vương, e là thiên sẽ hoàn toàn trưởng khống bọn họ, chưa chắc đã là chuyện tốt đâu." Mục đích chuyến đi lần này của hắn là tìm nơi các thần vương sinh ra, rồi từ đó triệt để bỏ những thần vương đó trước khi thiên tìm được. Nhưng hỗn độn xuất thế, cướp mất Phù Tăng Thần Thụ đúng là nằm ngoài dự liệu, khiến cho hắn không thể làm gì được. Tổ đình vẫn đang phát triển, thời gian hiện giờ vô cùng cấp bách, tạo cho hắn cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Cuộc chiến giữa thượng cổ chư đế và các thần vương là chắc chắn sẽ xảy ra. Tư Mệnh cũng đã dẫn theo chư đế đi diệt trừ các thần vương ẩn mình tại 3000 lục đạo giới, sau đó sẽ tiến quân tới vũ trụ cổ. Còn tại vũ trụ cổ, Tiên Thiên Thần Đế, Tiên Thiên Ma Đế đã tự tập hợp một nhóm thần vương, chắc chắn sẽ không ngồi đợi chết, chắc chắn sẽ đi chinh phạt Tư Mệnh và thượng cổ chư đế. Cũng trong lúc đấy, Thiên Luân nhăm nhe chuẩn bị tìm nơi các thần vương đã chết sinh ra, khống chế họ, đợi khi tà đế hồi sinh sẽ khống chế vũ trụ cổ. Thời gian để cho tổ đình an ổn phát triển cũng không còn nhiều nữa. Lúc này Kim Ô Thần Đế nói: "Chưa chắc Thiên đã tìm được nơi sinh ra các thần vương kia đâu. Dù sao thần vương cũng rất giàu hoạt, đã giấu kỹ thánh địa của mình rồi. Năm đó Phục Vân Đạo Tôn cũng không tìm được kìa, huống hồ là Thiên. Ngươi không cần phải lo lắng đâu. Hơn nữa các thượng cổ thần vương kia cũng không cam tâm bị Thiên khống chế đâu mà." Ta mong là như vậy. Trung Nhạc lên thuyền cổ từ biệt Kim Ô Thần Đế,
Hắn định cho thuyền rời đi thì đột nhiên bầu trời biến dạng, một cây hỏa thụ nguy nga từ ngoài trời lao tới, oanh một tiếng rơi xuống hỗn độn hỏa hải. Những chiếc rễ khổng lồ vung lên cuốn lấy phù sơn, cắm rễ dưới biển hấp thụ uy năng của hỗn độn. Trung Nhạc và Kim Ô Thần Đế đều sững lại, vội nhìn ra ngoài, không thấy tung tích của con hỗn độn kia đâu nữa. Trên không trung không có dấu vết gì, rõ ràng nó đã đi xa. Tại sao hắn lại trả phù tang thần thụ như vậy? Trung Nhạc và Kim Ô Thần Đế đều thấy khó hiểu, nhưng dù sao phù tang thần thụ trở lại cũng là chuyện tốt. Kim Ô Thần Đế lấy cây thánh dược của Trung Nhạc ra, hắn cười nói: "Thần thụ đã về thì cây thánh dược này người giữ lại đi." Trung Nhạc lắc lắc đầu, không nhận cây thánh dược đó, cho con thuyền rời đi. Kim Ô Thần Đế đành cất thánh dược đi, quay lại nhìn phù tang thần thụ bỗng bay lên cây. Cung điện trên cây của hắn vẫn còn, chỉ là có phần rách nát. Kim Ô Thần Đế đi vào cung điện, hơi khựng lại. Bên trong cung điện còn có hỗn độn khí lan tràn, bên trong là một món bảo vật. Bảo vật là một thanh thạch kiếm được tạo nên từ hỗn độn thạch. Tuy là đá nhưng có vết rỉ sét, không biết đã ở trong hỗn độn bao nhiêu năm tháng. Mượn phù tang thần thụ xong còn tặng ta một bảo vật trong hỗn độn để đáp tạ ta sao? Kim Ô Thần Đế vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, tiến lại cầm lấy thanh hỗn độn thạch kiếm, lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh ồ ạt truyền tới từ thanh kiếm. Hắn tán thưởng: "Đúng là một món bảo bối tốt mà, còn hỗn độn này cũng không phải loại khốn kiếp gì." Trung Nhạc trở về tổ đình, vừa tu luyện vừa chỉ bảo cho Phong Hoài Ngọc và Trung Hiếu Văn. Phong Hoài Ngọc tu luyện đã vào chính quy, trở thành thần ma, thiếu niên tài tuấn, vô song trong cùng cảnh giới. Còn Trung Hiếu Văn mới trở thành luyện khí sĩ không lâu, vẫn đang khổ luyện ở ẩn hồn cảnh. Tu luyện thần hồn mãi không thể tiến lên khai luân cảnh được. Trung Nhạc cũng không vội mà còn bảo hắn áp chế cảnh giới, ở lại ẩn hồn cảnh thêm một thời gian nữa để tích lũy thêm. Các nhân tộc cùng lứa khác đã có không ít người tu thành nguyên đan, còn Trung Hiếu Văn thì vẫn quanh quẩn ở ẩn hồn cảnh. Cho dù Trung Hiếu Văn rất trưởng thành, thế nhưng cũng có chút khó hiểu. Đại hội Chư Đế Tương Lai lần thứ 5 diễn ra, cường giả các nơi ở vũ trụ tới tham gia, có thể nói vô cùng náo nhiệt. Thiên Huyền Tử, Phượng Minh Sơn, Đề Mạc Bắc, Yêu Tinh Nguyệt, các cự đầu công thành danh toại như vậy cũng tới. Trung Nhạc đích thân khai đàn, truyền thụ bí cảnh thứ 7, Thất Đạo Luân Hồi. Âm Phiền Huyên, Kim Hà Hề, Hoa Thiến Mân cũng đăng đài, đúng là thịnh thế. Hiền viên Phong Hoài Ngọc cũng tham gia, giao lưu với quần hùng các tộc khắp các nơi trên vũ trụ, thu hoạch cũng không ít. Trung Hiếu Văn tùy theo sau Hiền viên và Phong Hoài Ngọc, ngoan ngoãn nghe giảng. Tiểu khí sĩ hoàn hồn cảnh nhỏ bé này cũng tham gia đại hội Chư Đế Tương Lai, thu hút không ít sự chú ý. Càn Đô Thần Vương, Thiên Cơ, Thiên Huyền cũng chạy tới. Thiên Huyền và Thiên Huyền Tử được Trung Nhạc xếp cùng nhau. Một người là cự nhân, một người là tiểu oa oa mặc yếm, đối nghịch một cách thú vị. Thiên Thừa Tướng, không biết lão hủ có thể tham gia hay không? Đại hội sắp kết thúc thì đột nhiên có khách không mời mà tới. Đó là một vị lão giả, ống tay áo rộng bay phấp phới, tới tổ đình cười hà hà nói: "Lão hủ thấy chư quân tương lai luận đạo, không kìm được khẩn xin Thừa Tướng tạo điều kiện cho." Trung Nhạc nghiêm nghị đứng dậy đón chào: "Mời, mời lão tiên sinh." Lão giả kia cũng không khách sáo, ngồi xuống khai đàn. Đạo âm của hắn vang lên, bảy quầng sáng sau đầu xoay chuyển, chấn động, khiến cho tất cả mọi người đều không khỏi kinh ngạc, vội vàng lắng tai nghe. Trung Nhạc cũng động dung, Phong Ngữ Trung bên cạnh khẽ nói: "Một vị đế thời thượng cổ chỉ còn lại 50 năm thọ nguyên." Trung Nhạc khẽ gật đầu, đây là một vị đại đế thượng cổ thời đại Phục Mân Đạo Tôn, giờ đã già, thọ nguyên không còn nhiều. Lúc này tới nói là gian lưu, chi bằng nói muốn truyền đạo của mình để không bị thất truyền. Vị lão giả này đăng đàn mấy chục ngày mới dừng, đứng dậy thi lễ với Trung Nhạc: "Đà tạ Thừa Tướng đã tổ chức đại hội giúp lão hủ thực hiện tâm nguyện này." Trung Nhạc vội vàng đáp lễ: "Lão tiên sinh rời khỏi đây thì định đi đâu vậy?" Vị lão giả đó nhìn Tàng Linh và Càn Đô Thần Vương ở cách đó không xa, ánh mắt lộ ra sát cơ: "Có phục khi ở hạ giới, lão hủ định tới đó một chuyến kìa." Trung Nhạc trong lòng có chút bi ai nói: "Ồ, nếu vậy ta cũng không tiến đạo hữu nữa, xin dừng bước lại." Lão giả đó rời đi, một lát sau thì lại có một lão phụ tới, cũng là xin giao lưu, cũng đã tu luyện được thất đại bí cảnh. Trung Nhạc quan sát kỹ, thấy lão phụ này một thân tu vi tinh khí đang mất dần, rõ ràng đã gần tới lúc thân tử đạo tiêu. Bà cũng là một vị thượng đế cổ, năm xưa chắc hẳn là danh nhân phong hoa tuyệt đại, không ngờ đã đến những năm cuối đời. Lão phụ giảng đạo vài chục ngày rồi cũng cáo từ. Trung Nhạc lên tiếng hỏi:
chuyến này đạo hữu định làm gì? Lão phụ kia đáp: những việc năm xưa bọn ta muốn mà không làm, dám làm, giờ già rồi, sự sợ hãi trước kia cũng không còn. Phục Hy tuy là nữ tử, thế nhưng can đảm phi phàm. Lão thân lần này tới đi theo nàng ta, đường xuống suối vàng cũng có nhiều cố hữu bầu bán, sẽ không cô đơn. Trung Nhạc khựng người, mắt nhìn tiên lão phụ rời đi. Lại một lúc sau, mấy vị lão giả khác tới, có nam có nữ, mỗi người đều ngồi xuống thuyền truyền đạo. Đại hội chư đế tương lai vốn dĩ đã kết thúc từ lâu, thế nhưng không một ai rời đi. Liên tiếp mấy năm có những lão giả già nua tới giảng đạo, giảng sự tinh diệu của thất đạo luân hồi. Tổ đình càng ngày càng náo nhiệt, tất cả mọi người đều có được không ít lĩnh ngộ, liên tục có người thăm ngộ được, không cần thánh dược, không cần đại đế hộ pháp cũng mở được bí cảnh thứ bảy, hàng loạt kỳ tài xuất hiện. Nhưng lão giả kia nói cũng lạ, giảng xong cũng không nghe được người khác, cũng không giao lưu với ai mà đã bỏ đi luôn. Trung Nhạc lòng càng thêm nặng trĩu. Tư Mệnh tập hợp 100 vị thượng cổ đại đế ở 3000 lục đạo giới tuyên chiến với các thần vương, vẫn là thu hút các thượng cổ chư đế đang ẩn cư tới. Những vị tiền bối đó lần này đi là mang tâm thái quyết tử cùng các thần vương kia. Họ không trông mong gì việc sống sót mà muốn nhân cơ hội trước khi chết để lại chút tưởng niệm, truyền thừa cho hậu thế. Họ không có tân hỏa nên đại hội chư đế tương lai trở thành nơi truyền đạo của họ. Sinh linh hậu thiên không tránh được sinh lão bệnh tử, cho dù là đại đế thì cũng khó thoát được sự tàn nhẫn của thời gian. Phong Ngữ Trung trầm ngâm lên tiếng: không thành tiên thiên, cho dù tài hoa tuyệt đại như Phục Môn đạo tôn thì rồi cũng về với cát bụi. Sư đệ à, trước mặt chúng ta thực sự còn đường không đấy? Trung Nhạc tim khẽ run lên cười nói: sư huynh cũng có lúc hoang mang như vậy sao? Phong Ngữ Trung ngẩng lên nhìn về phía xa xa: con đường của ta và ngươi khác nhau, hai ta đi theo hai đường, sau này dù ai thành đạo thì cũng được chứng nhận. Sư đệ à, ta định đi, Hoài Ngọc giao cho ngươi. Trung Nhạc giật mình, Phong Ngữ Trung cười nói: ta muốn đi gặp một Phục Khí khác, cùng nàng ta chiến đấu với thần vương, có lẽ có thể khiến ta tiến thêm một bước kìa. Trung Nhạc cũng không ngăn cản: sư huynh cẩn thận, tuy nàng ta là Phục Khí thế nhưng không nhận nhân tộc, hơn nữa thủ đoạn thâm độc, có thể hy sinh người khác bất cứ lúc nào. Phong Ngữ Trung cười nói: ta không phải nhân tộc lâu rồi. Trung Nhạc cũng đành để hắn đi. Tư Mệnh tuy là Phục Khí nhưng với ngoại tộc không phải Phục Khí thì vô cùng độc ác, thậm chí lục thân bất nhận. Để đạt được mục đích không từ thủ đoạn nào, hắn cũng lo cho an nguy của Phong Hữu Trung. Nói thực, Tư Mệnh tập hợp nhiều thượng cổ đại đế như vậy tuyên chiến với thần vương cũng là một biểu hiện của việc không từ thủ đoạn của nàng ta. Nàng ta vì kéo dài thời gian cho Trung Nhạc, tự mình thu hút sự chú ý của các thần vương, cho Trung Nhạc phát triển thế lực. Những thượng cổ chư đế kia chính là vũ khí trong tay của nàng ta. Tư Mệnh hiện nay có lẽ trong lòng chỉ còn một mình tộc nhân là Trung Nhạc, bất cứ sinh mệnh nào khác trong mắt của nàng đều là công cụ để lợi dụng. Lão giả tới tham gia đại hội chư đế càng ngày càng đông, trước sau có tới vài trăm vị, khiến cho đại hội kéo dài thêm hơn chục năm. Thậm chí ngay cả Trung Hiếu Văn cũng được rất nhiều cảm ngộ, tiến vào khai luân cảnh, liền một lúc mở ra thất đại bí cảnh. Tất cả có hơn 600 vị thượng cổ chi đế tới tổ đình ta, lần này thì nguy rồi. Trung Nhạc sắc mặt đại biến, da đầu tê dại, toàn thân nổi da gà nói: họ bị câu rồi, bị câu rồi. Trước sau hơn 600 vị đế đều rời khỏi tổ đình tới 3000 lục đạo giới, vậy thì họ sẽ đi cùng một con đường. Trung Nhạc sắc mặt hoang mang lên tiếng nói: đây giống như dòng di cư của cá, đàn cá lội ngược dòng chảy cố định vậy, còn kẻ săn mồi thì chỉ cần chờ đường đi di cư là có thể bắt gọn. Chư đế thượng cổ muốn bắt tiên thiên thần vương trước khi chết già, nhưng lẽ nào tiên thiên thần vương lại không có cùng ý định đó hay sao? Họ có muốn giết những đại đế cổ xưa này? Thời đại địa kỷ kết thúc, những vị đại đế này ẩn mình, khó lòng mà tìm được. Hơn nữa, lúc đó thượng cổ đại đế vẫn còn trẻ, khí huyết thịnh vượng, chiến lực thuộc thời kỳ đỉnh phong. Bắt giết chư đế sẽ rất nhiều nguy hiểm, có khả năng bị giết ngược lại. Hơn nữa, các đại thế lực kiểm chế lẫn nhau, không có cơ hội thanh tẩy. Huống hồ khi đó thời đại địa kỷ mới bị hủy diệt, các thần vương còn cần tiêu hóa những lợi ích thời đại địa kỷ đem lại, không thể không ngủ đông cho tới tận bây giờ. Nhưng bây giờ họ đã đói, các thần vương càng thêm cường đại, thượng cổ chư đế lại già đi, bên mạnh bên yếu, lại tới mùa cho các thần vương bắt mồi. Những vị đại đế này tập trung lại, đối với các thần vương mà nói đúng là bữa tiệc thịnh soạn. Cho dù các đại đế kia trốn đi lặng lẽ chết già thì cũng không được, các thần vương có thể tìm thi thể của họ mà ăn, vì khi linh hồn vào hư không giới sẽ để lại dấu vết bán đứng thi thể của chính mình.
tìm được thi thể của họ sẽ rất dễ dàng, thậm chí có thể giết cả linh hồn của họ. Phải biết rằng, trong số các thần vương có không ít người thích ăn thi thể. Đại hội chư đế lần này xuất hiện hơn 600 vị thượng cổ đại đế, họ đều đã già, chuẩn bị gặp tư mệnh cùng quyết chiến với các thần vương. Với các thần vương, đây cũng là cơ hội để cho họ thưởng thức lứa quả cuối cùng của thời đại địa kỷ. Phòng sự huynh có nguy hiểm. Trung Nhạc định thần lại, đại hội chư đế kết thúc, vị thượng cổ đại đế cuối cùng rời đi, đã không còn ai tới nữa. Những vị đế này tới từ 3000 lục đạo giới, dọc đường đón họ có lẽ sẽ là những trận tử chiến tanh mùi máu. Càn Đô đạo huynh. Trung Nhạc tới tìm Càn Đô thần vương. Dám hỏi đạo huynh, 3000 lục đạo giới, vũ trụ cổ và tử vi, hiện giờ còn lại bao nhiêu vị thần vương tại thế vậy? Càn Đô thần vương nghĩ ngợi một lúc rồi nói, không tới 200. Trung Nhạc ánh mắt sáng lên. 1200 vị thượng cổ chư đế ra mặt hết, có thể địch lại 200 thần vương hay không? Càn Đô thần vương liếc hắn liền cười khẩy. Tiên thiên thần đế và là thần đạo chủ, thống ngự mọi thần đạo. Tiên thiên ma đế là ma đạo chủ, hàng phục mọi ma đạo. Dù là tu luyện thần đạo hay là ma đạo đều bị họ khắc chế áp chế cả. 1000 vị thượng cổ chư đế, có mấy người thoát khỏi thần đạo ma đạo được đấy? Trung Nhạc cho mày, tiên thiên thần đế và ma đế là thần đạo và ma đạo chi tổ. Thượng cổ chư đế có lẽ chẳng mấy người thoát ra khỏi được thần đạo và ma đạo hai đạo này. E là họ sẽ lành ít dữ nhiều. Thần đế và ma đế xếp hàng trên trong số các thần vương, thế nhưng không phải là hàng đầu. Càn Đô thần vương thản nhiên nói, hắc bạch nhị đế, sáng tối đan xen, mộ cổ xuất hiện, ai có thể chống cự được đây? Trung Nhạc nghe vậy dùng mình. Ta hiểu rồi, đa tạ đạo huynh. Càn Đô thần vương lắc lắc đầu. Không, ngươi không hiểu. Nếu ngươi đi thì cũng chết thôi. Thiên giữ mạng cho ngươi là vì ngươi có ích cho hắn, nhưng những thần vương kia thì chưa chắc sẽ giữ mạng cho ngươi đâu. Trung Nhạc thi lễ nói, có thể mời đạo huynh. Càn Đô thần vương dứt khoát, ta còn muốn sống thêm vài năm ở quanh tổ đình, trốn tránh sự truy sát của thiên đã khiến ta mất mặt lắm rồi kìa. Nếu lại liên thủ với ngươi đối kháng với thần vương nữa thì ta chẳng còn chút mặt mũi gì nữa cả. Huống hồ ta có đi cũng là nộp mạng thôi. Trung Nhạc lên tiếng thăm dò, vậy tiên cơ thiên huyền hay vị đạo huynh? Càn Đô thần vương cười khẩy, bảo họ đi chết cùng ngươi sao? Trung Nhạc trầm mặc, thi lễ với Càn Đô thần vương rồi quay người rời đi, đi tới gặp Vân Quyền Thư. Vân sư huynh, có thể mời Tiêu Giao Đế tới hay không? Vân Quyền Thư lắc lắc đầu, sư tôn đã biết ý định của ngươi lâu rồi, ngươi không muốn để thượng cổ chư đế bị thần vương giết, nhưng đó là việc chắc chắn xảy ra. Dù là chư thiên vô đạo hay các thần vương kia, chắc chắn sẽ phải có trận chiến này. Sư tôn cũng nói rồi, có thượng cổ chư đế kéo dài thời gian có thể giúp ngươi phát triển mạnh hơn. Sao, dùng tính mạng của các lão bối để có dài thời gian hay sao? Trung Nhạc nghe vậy liền cười khẩy, tại sao phải làm vậy? Vân Quyền Thư thở dài, việc này cũng là bất đắc dĩ thôi. Trung Nhạc lại trở lên trầm mặc. Vân Quyền Thư khuyên nhủ, Phục Minh đạo tôn năm xưa để lại các lão bối này có thể là cố ý để cho họ kéo dài thời gian cho các phục khi hậu thế. Họ già cũng đã già rồi, nhưng chiến lực vẫn còn. Sư tôn ta tuy nói không muốn dính líu vào chuyện này, nhưng cũng là chạy đông chạy tây, mời các vị lão già ra nhờ họ chiến đấu kìa. Trung Nhạc nghe vậy chấn kinh, sao, Tiêu Giao Đế mời họ ra nộp mạng hay sao? Vân Quyền Thư trầm mặc một lúc rồi lên tiếng hỏi, chúa công có cách nào tốt không? Thọ nguyên của họ đã hết rồi, tình nguyện oanh liệt một trận trước khi chết, tại sao không giúp họ thỏa nguyện đây? Sư tôn từng nói với ta, các thần vương đánh một mẻ cá cuối cùng của thời đại địa kỷ là cần thời gian, đồng thời cũng là nuôi cá nhỏ. Những người tới tham dự đại hội chư đế tương lai đều là cá nhỏ cá, đế tương lai cũng cần thời gian mà trưởng thành. Đến khi các đế tương lai trở thành đại đế thì đó mới là lúc họ tiếp thụ thu hoạch kìa. Khi ấy mới là lúc chúa công thực hiện kế lớn thôi. Trung Nhạc trầm mặc hồi lâu rồi lên tiếng, để những lão bối đó dùng tính mạng kéo dài thời gian, ta không nỡ. Thế nhưng họ cam tâm tình nguyện làm vậy, chúa công hà tất phải không nỡ đây? Vân Quyền Thư nói lớn, họ đã già rồi, cho dù không chiến thì sớm muộn gì cũng chết thôi. Thay vì chết già, sao không chết trong vinh quang đi? Hắn dịu giọng lại,
Chúa Công là Minh Quân, là tiên sinh dẫn dắt thiên hạ, chắc hiểu đạo lý cần nhịn thì nhịn kìa. Trung Nhạc gật đầu, thở ra một hơi dài. Ta hiểu. Vân Quyền Thư thấy không ổn. Chúa Công không được liều lĩnh hành động. Người còn gánh đại nghiệp, nếu có bất chắc gì, mọi thứ của Tổ Đình đều sẽ thành hoa trong kính cả, rồi thành trăng trong nước cả, không còn tồn tại nữa đâu. Trung Nhạc lại gật đầu, hắn cười nói. Thượng cổ chư đế, khi thực lực mạnh nhất không dám đấu tranh với thần vương, đợi đến khi già sắp chết rồi mới dám liều mạng với chút sức lực cuối cùng này. Ta không muốn làm bọn họ, không muốn giống như bọn họ. Táng Linh đâu rồi? Chúa Công, Táng Linh ở đây này. Táng Linh thần vương xuất hiện, cúi người nói. Mau, đi theo ta một chuyến nào. Tuấn chỉ. Vân Quyền Thư nhíu mày, nhìn Trung Nhạc và Táng Linh thần vương lên thuyền, lập tức lấy ra đồ đằng thần trụ, liên lạc với Tiêu Giao Đế. Sư tôn, ta không thể thuyết phục được hắn, mong sư tôn ra mặt. Không sao. Gương mặt của Tiêu Giao Đế hiện lên nụ cười. Phục Hy là chiến thần, thả gãy chứ không cong. Hắn không nỡ để lão bối bọn ta nạp mạng, cũng là đương nhiên thôi. Ta tự sẽ khuyên nhủ hắn. Lão bối bọn ta sao? Vân Quyền Thư nghe thế sắc mặt biến đổi. Tại sao sư tôn lại nói là bọn ta đây? Tiêu Giao Đế cười nói. Tự mệnh và các lão đạo hữu đó không phải đối thủ của các thần vương, vì thế vi sư cũng cần phải đi một chuyến. Quyền Thư, ba đệ tử của ta, ngươi là thông tuệ nhất kìa, cũng có khả năng kế thừa y bát của ta nhất kìa. Chỉ tiếc người quá ngốc thôi, không kế thừa được hết mọi thứ của ta. Duyên phận sư đồ giữa chúng ta cũng sắp hết rồi. Vân Quyền Thư túa mồ hôi lạnh, giọng nói khàn đặc lại. Sư tôn, người đã nói sẽ không dính líu vào chuyện này, tại sao? Cho dù ta không đi thì cũng không sống được bao lâu nữa đâu. Tiêu Giao Đế thở dài, hắn cười nói. Huống hồ lần này là ta mời các lão đạo hữu ẩn cư đi ra. Nếu ta bảo họ nộp mạng mà bản thân ta lại không đi ra thì đạo tâm không yên. Cho dù chết cũng sẽ không yên lòng, không mặt mũi nào gặp các đạo hữu kìa. Quyền Thư, đừng để trí tuệ của ta thất truyền. Ta trông chờ sau này ngươi có thể khiến cho mạch của ta tỏa sáng được. Vân Quyền Thư cuống quýt, Tiêu Giao Đế cắt liên lạc. Cho dù hắn làm thế nào cũng không liên lạc lại được với Tiêu Giao Đế nữa. Thân là trí giả, lại sao lại không tỉnh táo như vậy? Vân Quyền Thư nộ khí xung quan, hắn hét lớn, thế nhưng đồ đằng trụ không thể trả lời hắn. Tại một nơi hẻo lánh trong vũ trụ cổ, Tiêu Giao Đế ăn mặc chỉnh tề, không đeo kim kiếm, tới các tinh vực nho nhỏ. Thân hình của hắn lúc ẩn lúc hiện, không lâu sau tiến vào biết cảnh của vùng tinh vực này. Một vị trung niên nữ tử đang hám trà, đầu không ngẩng lên, nàng lên tiếng nói. Tiêu Giao, ta biết ngươi muốn tới gặp nên đã hám ấm trà tiễn biệt ngươi đây rồi. Ngươi uống rồi lên đường đi thôi. Dù sao, ta và ngươi cũng là đạo hữu nhiều năm. Nói ra cũng buồn cười, năm đó ta còn từng mê luyến ngươi. Nhưng giờ tình cảm trước kia đã nhạt rồi, ta sẽ không cùng ngươi vào sinh ra tử đâu. Tiêu Giao Đế lại tiến lại, ngồi xuống trước mặt của nàng ta, nhấc cấm rót trà cho mình. Tiêu Giao Đế cười nói, tại sao ngươi biết ta sẽ tới tìm ngươi vậy? Ngươi có ý tìm ta là ta cảm chi được rồi. Trí tuệ nữ đế ngẩng lên nhìn hắn, tuy dung mạo không còn trẻ trung như trước, thế nhưng ánh mắt vẫn trong veo như thiếu nữ vậy. Hơn nữa lần này có nhiều đạo hữu như vậy đi chết, chủ động cứu chiến thần vương, lẽ nào ta không biết là ngươi ngấm ngầm đằng sau hay sao? Ngươi khuyên được họ cũng chỉ có lão hổ ly ngươi thôi. Tư mệnh căn bản không thể có sức hiệu triệu đó được. Nàng ta cũng rót cho mình một chén trà, cầm lên tay rồi nói, tuy người rất xảo quyệt nhưng cũng rất trọng tình. Biết những lão đạo hữu kia bị mình khuyên xuất quan chắc chắn sẽ chết, nội tâm chắc chắn sẽ giằng xé, vì thế chắc chắn sẽ cùng chết với họ. Người tới gặp ta cũng là để kéo ta đi cùng phải không? Nhưng ta không khuyên được ngươi. Tiêu Giao Đế thở dài, nâng chén lên uống. Ngươi còn nhớ thời đại đạo tôn không? Đạo tôn lệnh cho ngươi tạo ra lục đạo thiên luân, không biết bao nhiêu đạo hữu giúp đỡ, đưa ra kế sách ngươi cũng dốc hết trí tuệ ra, cuối cùng cũng hoàn thành được món trọng khí kia. Khi ấy ta và ngươi đã vui mừng tới mức nào? Trong lòng chúng ta không có suy nghĩ gì khác cả, chỉ có đạo tâm. Trí tuệ nữ đế cũng hồi tưởng lại, khẽ nói, thời gian đó khiến cho ta cảm giác được nhiệt huyết mạnh mẽ trong ta. Nhưng mạnh như đạo tôn cũng chết rồi. Người không cần khuyên ta nữa đâu. Thời đại đó không thể trở lại được nữa rồi.
ta cũng sẽ không phải nha đầu đầy nhiệt huyết năm đó nữa rồi. Thời gian xóa nhòa tất cả. Tiêu Dao Đế anh Tuấn năm xưa giờ không phải cũng thành lão đầu tử tóc bạc rồi hay sao? Ta cũng đã già rồi, đã xấu rồi, không mê hoặc được ngươi nữa rồi. Tiêu Dao Đế trầm mặc, hắn cười nói: ta già nhưng ngươi không xấu, ta tới cho ngươi biết Phục Kỳ cũng xuất động rồi. Trí Tuệ Nữ Đế liền sững người: Phục Kỳ đó sao? Tiêu Dao Đế gật đầu: là chiến thần, đương nhiên hắn không nhẫn nhịn được, không nỡ những lão đầu tử bọn ta đi nộp mạng. Hắn cũng định tham gia trận ác chiến này, cố gắng hết sức để đạo tâm không gặp trở ngại. Trí Tuệ Nữ Đế cười nói: người uống hết chén trà, rồi đến lúc lên đường rồi. Tiêu Dao Đế đặt chén trà xuống, đứng dậy đi ra ngoài. Trí Tuệ Nữ Đế nhìn hắn đi xa, đột nhiên tiên run lên, nói với theo: tại sao ngươi không khuyên ta đi cùng ngươi lên núi đào xuống biển lửa? Nếu là trước kia, chắc chắn ngươi sẽ nói vậy. Ngươi hiểu mà. Tiêu Dao Đế vẫy tay, thân hình liền biến mất. Ngươi biết chắc sẽ chết nên muốn gặp ta trước khi chết sao? Lão đầu tử thối tha, ngươi lại làm bừa rồi. Trí Tuệ Nữ Đế đại nộ, vung tay hất đổ ấm trà, đá bay chén trà, quay người đi vào trong tiểu miếu, lấy ra một cái hộp ngọc, thấy trong đó là một bộ áo nữ đế mà nàng cất giữ bấy lâu, còn có một thanh bội kiếm. Trí Tuệ Nữ Đế mặc vào người, gắn thanh ngân kiếm bên hông đi ra ngoài. Không lâu sau, nàng đuổi kịp Tiêu Dao Đế, nàng cười nói: Tôn đế tặng người kim kiếm, tặng ta ngân kiếm, cười nói chúng ta là song kiếm hợp bích kìa, là thiên hạ vô địch. Nhưng chúng ta chưa bao giờ hợp bích cả. Tiêu Dao, ta không phải động lòng với ngươi mà là thương ngươi già rồi, không hợp bích nữa thì sẽ không còn cơ hội. Ta hiểu mà. Tiêu Dao Đế cười nói, hai vị đại đế giả cả nhìn nhau cười, có chút ấm áp ở trong lòng rồi cùng bay đi. Lúc này, con thuyền cổ nghiền cánh lao vút đi, Trung Nhạc và Táng Linh Thần Vương đứng trên mũi thuyền, tiến tới 3000 lục đạo giới. Nếu những đại đế rời khỏi tổ đình đều tới 3000 lục đạo giới thì con đường này chắc chắn là đường ngắn nhất, thậm chí còn đi nhanh hơn Thông Thiên Tinh Đạo rất nhiều. Tốc độ truyền tống cửu đại thần thành của Thông Thiên Tinh Lộ không hề chậm, nhưng vẫn không thể bằng tốc độ của đế. Vì thế chắc chắn chư đế sẽ chọn con đường này. Tốc độ của con thuyền cổ còn hơn họ. Có những thượng cổ chư đế đã đi hơn 10 năm, cũng có người mới khởi hành không lâu. Với tốc độ của con thuyền, có lẽ hơn chục ngày nữa sẽ đuổi kịp người cuối cùng. Đột nhiên con thuyền chậm lại, y phục Trung Nhạc bay phần phật, nhìn phía trước nói: ta tưởng người chặn đường ta sẽ là Tiêu Dao Đế hoặc những người khác quan tâm tới ta kìa, thật không ngờ lại là Thiên. Ở phía trước, bầu tinh không đột nhiên lay động, một vị thần nhân toàn thân tỏa thần quang đi xuống. Hắn cười nói: là Tiêu Dao Đế thông báo cho ta, nói người có thể rất cứng đầu, vì thế mời ta tới. Phục Khí, mời quay về đi thôi, trên đường không an toàn. Thần nhãn chân mi tâm của Trung Nhạc mở ra, nhìn thấy tướng mạo của hắn. Trung Nhạc cười nói: ồ, mỗi lần gặp ngươi một giọng nói, một cử chỉ, để ngăn cản ta mà Thiên không ngại để lộ Thiên Đạo Thân. Chắc ngươi biết Thiên Đạo Thân của ngươi mà lộ trước mặt ta thì cách cái chết không còn xa nữa chứ. Ánh sáng quanh thân Thiên Đạo Thân bỗng tản đi, lộ ra chân thân là một nữ tử xinh đẹp. Nàng cười nói: thiếp thân là Thiên Giao Thân, Giao Đài Ngọc Cáp, Khảm Ngọc Ôn Hương, tục danh của ta là Ngọc Ôn Hương, là thế tử của Tiên Thiên Thần Đế. Táng Linh Thần Vương kêu lên thất thanh: người là thế tử của Tiên Thiên Thần Đế sao? Là nữ chủ nhân của Thần Đế Cung, Ôn Hương nương nương sao? Hơn nữa ngươi còn là Thiên Giao Thân của Thiên Nữ. Ôn Hương Hương trợn mắt thì cười. Táng Linh Thần Vương hình như rất ngạc nhiên thì phải. Thiên vị thiên hạ đương nhiên phải có nhiều sự sắp đặt rồi. Thiếp thân trở thành nữ chủ nhân của Thiên Thần Đế Cung cũng là chuyện bình thường mà. Trung Nhạc cũng chấn kinh, thế nhưng mặt không biểu hiện gì. Hắn lên tiếng nói: Giao nghĩa là Mỹ Ngọc, Thiên Giao Thân chính là nữ tử đẹp nhất, nương nương quả nhiên là Khảm Ngọc Ôn Hương, tuyệt đại gia nhân mà. Chẳng trách lại khiến cho Tiên Thiên Thần Đế cũng thần hồn điên đảo, không phát giác ra lai lịch của nàng. Thế nhưng nương nương đã là nữ chủ nhân của Thần Đế Cung, có nghĩa là Thiên đã có mưu đồ từ lâu rồi. Khó khăn lắm mới khiến ngươi trở thành thế tử của Tiên Thiên Thần Đế được. Ngươi tới gặp ta lẽ nào không sợ hỏng chuyện hay sao? Ôn Hương Hương dịu dàng nói: nếu ngươi chịu quay về thì thiếp thân nguyện lui một bước làm thế tử của ngươi kia. Trung Nhạc giờ khóc giờ cười: trùng mỗ là kẻ hó sắc hay sao vậy?
Ôn Hương nương nương cười nhẹ, gật gật đầu. Trung Nhạc vẩy tay, thản nhiên nói: Ôn Hương nương nương, ngươi không tránh ra thì sẽ chết đấy. Ôn Hương nương nương cười nói: Tộc trưởng, hà tất phải bá đạo như vậy, chi bằng thế này đi, chúng ta đánh cược thì thế nào? Người cũng tinh thông thiên đạo đồ, luyện thiên đạo chi bảo, thiếp thân cũng tinh thông thiên đài đồ. Vậy thiếp thân sẽ đánh cược với ngươi về thăm ngộ của thiên đài đồ. Quầng sáng sau lưng của nàng ta xoay chuyển, một chiếc giao đài bay ra, nàng cười nói: Chỉ cần phục khi tộc trưởng có thể ra khỏi giao đài của thiếp thân thì ta sẽ để cho ngươi tiếp tục lên đường, tuyệt đối không ngăn cản. Không cần phải phiền phức như vậy. Chỉ nghe một tiếng oành lớn, con thuyền cổ lao thẳng tới đâm vào trong giao đài của Ngọc Ôn Hương. Ôn Hương nương nương đại kinh, giao đài bị con thuyền cổ đâm bay đập vỡ vô số vì sao. Trên mũi thuyền, Trung Nhạc vung đao chém. Ôn Hương nương nương biến sắc, điều khiển giao đài, thiên uy bùng tỏa, đỡ lấy một đao của Trung Nhạc. Nhưng lúc này, Táng Linh Thần Vương từ sau lưng Trung Nhạc bay ra, một chưởng đánh lên ngực của nàng ta. Vị mỹ phụ này xương gãy răng sắc, lộn nhiều vòng bay về phía sau. Đừng có tưởng ngươi xinh đẹp thì ta không dám chém. Trung Nhạc một đao chém bay giao đài đập lên người của Ôn Hương nương nương, gần như đè bẹp lép nàng ta. Không biết mỹ phụ đó đã bay đi đâu rồi. Chúng ta đi tiếp thôi. Trung Nhạc điều khiển con thuyền cổ liền rời đi. Ôn Hương nương nương viện giao đài, thổ huyết từng ngụm lớn, ngẩng lên nhìn thì Trung Nhạc đã không còn ở nơi đó nữa. Tên này thật đáng ghét mà, không có chút nệ tình gì cả. Ôn Hương nương nương nhướng mày, Trung Nhạc không hề nói lý lẽ, cũng không đánh cược với nàng ta, trực tiếp đánh bay nàng. Cho dù nàng ta là thiên đạo thân, có thiên tâm, thì nhưng cũng không kìm được phẫn nộ. Hắn không háo sắc, khiến ta mất công dẫn dụ mà cũng không giữ được chân hắn. Lần này có lẽ là nguy rồi, chẳng lẽ thiên phải đích thân ra tay hay sao? Con thuyền cổ tiếp tục tiến về phía trước. 6-7 ngày sau, đột nhiên phía trước có mùi máu tanh nồng. Trung Nhạc cho mày, nhìn quanh, đột nhiên đổi hướng, rời khỏi quỹ đạo. Không lâu sau, hắn thấy di tích bãi chiến trường, đầu đầu cũng thấy tinh hà vỡ vụn. Đó là tinh hà bí cảnh của đại đế biến thành. Những đại đế thông thường không thể có tu vi hùng hậu đến như thế được. Chỉ có thượng cổ chư đế mới có khả năng có bí cảnh biến thành tinh hà. Đó là tinh hà tạo thành do nguyên thần bí cảnh của một vị đại đế tạo thành sau khi chết đi. Trung Nhạc điều khiển con thuyền đi qua các đạo tinh hà vỡ vụn, thấy được nhiều hơn dấu tích chiến đấu. Rõ ràng vị đại đế này đã bị các thần vương săn ở đây. Từ chiến trường thì có thể thấy được không phải chỉ một thần vương ra tay. Các thần vương vì sinh ra trong tiên thiên thánh địa, đại đạo của họ có giới hạn rất lớn, chỉ tinh thông đại đạo trong tiên thiên thánh địa. Ví như Kim Mô thần đế chỉ tinh thông thái dương đại đạo. Muốn luyện thành dương cực âm sinh thì phải khổ tu và nỗ lực bao nhiêu năm, thế nhưng cũng không thể tu luyện được thái âm đại đạo tới trình độ tiên thiên. Dấu vết chiến đấu ở đây thì có của ba loại tiên thiên đại đạo khác nhau, ba loại lần lượt, có thuộc tính địa, phong, thủy. Trung Nhạc nhíu mày kiểm tra một lúc, tiên thiên đại đạo thuộc tính địa, không giống đại đạo của thần hậu nương nương, có thêm về phần ma tính. Là hai thần vương này đã liên thủ, một là viễn cổ thần vương sinh ra từ địa thủy thánh địa, tên là Sư Khôn, người còn lại tới từ thiên canh thánh địa, Thủy Sư. Táng Linh thần vương đánh giá một lúc, hắn lên tiếng nói: Thánh địa của họ có phần đặc biệt, chứa hai loại đại đạo. Hai thần vương liên thủ mới hạ được vị đạo huynh này. Chiến lực của thượng cổ chư đế đúng là không tầm thường, chắc họ chưa đi xa đâu. Trung Nhạc cho con thuyền cổ đuổi theo. Hơn chục ngày sau hắn tới chiến trường thứ hai. Ở đây cũng có một thượng cổ chư đế chết trên đường tới 3000 lục đạo giới. Thế nhưng lần này không phải Sư Khôn và Thủy Sư, mà là hai thần vương khác. Lại vài ngày sau, Trung Nhạc tới chiến trường thứ ba. Vị đại đế chết ở đây rất cường hãn, đánh khiến cho thần vương kia để lại rất nhiều tiên thiên thần huyết. Nhưng từ dấu vết để lại thì có lẽ vị đại đế này đã có tuổi rồi, ban đầu rất hung mãnh, nhưng đối thủ kéo dài thời gian khiến hắn mệt chết. Trong bầu tinh không hình như có thêm rất nhiều tinh hà thì phải. Trung Nhạc nhìn về phía xa, nhìn thấy trên bầu tinh hà là vô số đạo tinh hà, mật độ dày đặc hơn trước rất nhiều lần, khiến cho tâm cảnh của hắn chiếu nặng. Nhưng tinh hà xuất hiện thêm này có lẽ do nguyên thần bí cảnh của các đại đế chết biến thành. Thực lực của họ đúng là cường đại, nhưng đáng tiếc đã già. Hắn tiếp tục tiến về phía trước. Sau vài tháng, đột nhiên phía trước có chấn động dữ dội. Trung Nhạc vội tăng tốc con thuyền. Phía trước bừng sáng, đó là ánh sáng khi thần thông bạo phát tạo ra, cuồn cuộn tràn tới. Rõ ràng là hai vị cường giả đáng sợ đang chiến đấu. Còn may ta chưa tới muộn.
Trung Nhạc liền thở phào. Đột nhiên dao động thần thông biến mất, ánh sáng cũng tắt lịm, lòng hắn bỗng trùng xuống. Con thuyền cổ lao về phía trước, chỉ thấy sáu đạo tinh hà tan tành, một con bào hào khổng lồ đứng trên một cỗ thi thể và ăn. Trung Nhạc lao con thuyền tới, thế nhưng con bào hào vỗ cánh bay lên, quắp lấy cỗ thi thể gầm lên. Ta nói là ai, thì ra là Hốt Giác Thần Vương, Táng Nhi tiểu nhi kia. Người đã đi săn rồi thì thôi, tại sao còn tranh với ta như vậy? Táng Linh Thần Vương cười khẩy. Bào hào Thần Vương, nhận ra chú công nhà ta hay không? Bào hào mặt người thân chim, quay cổ nhìn Trung Nhạc, lộ ra sự kinh ngạc. Phục Khi sao? Phục Khi không phải, đã tuyệt chủng rồi hay sao? Táng Linh, người đúng là không biết xấu hổ. Bình thường Hốt Giác đã đánh, giờ còn đi theo Phục Khi thị sao? Táng Linh Thần Vương đỏ mặt, lao thẳng tới truyền âm. Chúa công, bản lĩnh bào hào tuy không bằng ta, thế nhưng tốc độ cực nhanh, chúa công hãy để phòng hắn bỏ chạy. Bào hào thần vương do ma đạo Kim Tinh sinh ra, là một vị thượng cổ thần vương của ma đạo. Trao đổi một chiêu với Táng Linh, lập tức cảm thấy không đọ lại được, liền vỗ cánh bỏ chạy. Hắn kể quái dị: người Hốt Giác 10 vạn năm cũng hốt được chút lợi hại rồi, ta không tính toán với người nữa vậy. Hắn đang định bỏ chạy thì phía trước một vị Phục Khi thần nhân cầm kiếm tiến lại. Hình dạng đó, hình thái đó khiến cho bào hào thần vương biến sắc như gặp quỷ vậy. Một đạo kiếm quang chém xuống, bào hào thần vương vội vỗ cánh, chỉ thấy kim kiếm tỏa sáng, kiếm và kiếm chạm nhau. Bào hào thần vương hự lên một tiếng, cánh đứt lìa, lông màu kim bay tứ tán trên trời. Bào hào thần vương lùi sau thét lên: đế kiếm của đạo tôn, ngươi là Phục Môn đạo tôn, ngươi còn sống sao? Trung Nhạc cầm tiên thiên thần đao, thế nhưng thần đao lúc này mang hình thái đế kiếm. Uy lực kiếm này của hắn đã cực lớn, dùng thần đạo trong Phục Môn đạo tôn tâm kinh. Bào hào thần vương thấy thanh kiếm và thần thông của đạo tôn, tâm thần đại loạn, lập tức bị hắn chặt đứt cánh. Quỷ Táng! Táng Linh thần vương bắt chéo tay, hắc huyết trong quan tài chảy ra. Chiêu thức Quỷ Táng, bên trong vọng ra tiếng kêu thảm thiết như quỷ khóc sói tru. Đột nhiên 10 tầng quan tài vỡ tan, bào hào thần vương đánh vỡ tan 10 tầng quan khuếch, toàn thân là máu, cố gắng đánh lui Táng Linh định bỏ chạy. Trung Nhạc một tay cầm kiếm lao tới, kiếm quang lấp loáng bao vây hắn. Bào hào thần vương cố gắng đỡ đòn, toàn thân tóe máu. Đạo tôn tha mạng, ta không dám nữa đâu. Hắn quỳ bịch xuống đất, vội vàng cầu xin tha mạng. Chảm đạo! Một đạo kiếm quang lóe lên, Trung Nhạc thu kiếm, đầu của bào hào thần vương liền rơi xuống. Phục Môn đạo tôn dư uy vẫn còn, lần này Trung Nhạc sử dụng thần thông của Phục Môn đạo tôn, tiên thiên thần đao trong tay của hắn cũng biến thành hình thái đế kiếm. Dùng thần thông và đế kiếm của Phục Môn đạo tôn đối chiến với bào hào thần vương. Sở dĩ hắn làm như vậy chính là vì muốn tốc chiến tốc thắng. Dư uy của Phục Môn đạo tôn vẫn còn, bào hào thần vương nhìn thấy đế kiếm của hắn, thần thông của hắn, cho rằng Phục Môn đạo tôn phục sinh, đạo tâm sẽ hỗn loạn, trong lòng sinh ra sợ hãi. Đạo tâm loạn, thần thông sẽ loạn, thần thông loạn, sơ hở trăm chỗ, liền cấp cho Trung Nhạc cơ hội giết chết hắn. Bằng không với tu vi thực lực hiện tại của Trung Nhạc, vẫn chưa thể chém chết tồn tại đẳng cấp này được. Bất quá, đạo kiếm quang cuối cùng chém chết bào hòa thần vương cũng không phải là thần thông của Phục Môn đạo tôn, mà là thần thông chảm đạo của hắn. So ra, uy lực thần thông của bản thân hắn càng mạnh hơn. Không phải là thần thông của hắn tinh diệu hơn thần thông của Phục Môn đạo tôn, mà là thần thông của bản thân hắn càng thích hợp với chính mình hơn. Chảm đạo chặt đứt đại đạo của bào hào thần vương. Đối với thần vương do đại đạo được sinh ra, đầu gãy đạo đứt, một kích lấy mạng. Trung Nhạc phất đống tay áo, kéo thi thể to lớn của bào hào thần vương lên trên thiên dực cổ thuyền, lại kéo thi thể của hai vị đại đế kia vào trong khoang thuyền. Thân hình của hắn lóe lên, rơi xuống trên đầu thuyền. Táng Linh thần vương bay tới, đáp xuống sau lưng của hắn. Thiên dực cổ thuyền chấn động, ngàn cặp cánh gào thét bay đi, tiếp tục truy kích về phía trước. Dọc theo con đường này, Trung Nhạc cuối cùng cũng đã kiến thức được sự cường đại và tà ác của tiên thiên thần vương. Dọc theo con đường đi thông 3000 lục đạo giới này, bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy được những sinh vật thật lớn đang xuất quỷ nhập thần trong vũ trụ, phục kích những đại đế thượng cổ đi qua con đường này. Trung Nhạc lại đi qua một phiến chiến trường, nhìn thấy một cảnh tượng khác. Một vị nữ đế chiến bại, bị một tôn thần vương 8 cánh tay há miệng nuốt vào trong bụng. Nàng vẫn còn sống, cứ như vậy mà bị tươi sống ném vào trong bụng của tôn thần vương kia. Thời điểm tôn thần vương kia mở ra cái miệng lớn, chỉ thấy khoang miệng, yết hầu và dạ dày của hắn giống như một cái lò lửa đỏ rực đang lúc thiêu đốt thừng hực. Trong ngọn lửa còn có lôi đình đan sen đánh tới đánh lui.
lồng ngực của hắn giống như một lò lửa do lôi hỏa cấu thành vậy, khiến cho Trung Nhạc nhìn thấy trong lòng kẽ động, bất giác nhớ tới Lôi Hoang Thiên Lô Tâm Kinh cấu tạo có mấy phần tương tự với nhục thân của Tôn Thần Vương này. Tôn Thần Vương này gọi là Phệ Hạp, sinh ra từ trong thánh địa lôi hỏa, trưởng khống đại đạo lôi hỏa. Chủ công, trong các thần vương có một số thích ăn thi thể, cũng có một số lại yêu thích trực tiếp thôn phệ. Phệ Hạp Thần Vương chính là một tên trong số đó kìa. Táng Linh Thần Vương ghé tai nói nhỏ, trực tiếp thôn phệ tiến hành luyện hóa sẽ có thể nhận được toàn bộ đạo hạnh của hắn ta, bất quá chỗ nguy hại cũng không nhỏ. Thôn phệ đại đạo của đối phương dễ dàng tạo thành đại đạo xung đột, không bằng đợi hắn luyện hóa vị nữ đế kia, thời điểm tu vi đại loạn rồi mới xuất thủ vậy. Trung Nhạc không nói lời nào, dung mạo chợt biến hóa, biến thành bộ dạng của Phục Môn Đạo Tôn, tay cầm đế kiếm giết thẳng về phía trước. Phục Môn Đạo Tôn, người vẫn còn sống sao? Phệ Hạp Thần Vương nhìn thấy hắn, tâm thần nhất thời đại loạn, kiếm quang Trung Nhạc lóe lên, trong chớp mắt, Phệ Hạp Thần Vương đã trọng thương hơn 10 chỗ, toàn thân máu chảy đầm đìa. Lúc này, Táng Linh Thần Vương lại phát động đánh lén, Táng Khu Thập Trọng Thiên mạnh mẽ đè xuống, đánh trọng thương Phệ Hạp Thần Vương, ép hắn vào trong Thập Trọng Thiên, dùng vĩ lực 10 tầng quan mà trấn áp hắn. Trung Nhạc cầm kiếm nhảy vào trong 10 tầng quan, chém chết hắn, xé bụng hắn ra. Chỉ thấy vị nữ đế kia đã tăng thân trong bụng Phệ Hạp Thần Vương, bị luyện hóa chỉ còn lại một cỗ thân thể rách nát. Trung Nhạc nhíu mày, thở dài một tiếng, đưa thi thể vị nữ đế kia lên thiên dực cổ thuyền. Thi thể Phệ Hạp Thần Vương thì bị hắn treo trên đầu thuyền, tiếp tục tiến lên. Trên đầu thuyền treo thủ cấp của hai tôn thần vương, Trung Nhạc lại dùng diện mạo của Phục Môn Đạo Tôn đứng thẳng ở đầu thuyền, tay chống đế kiếm, chạy về phía địa phương càng xa hơn. Đạo Tôn! Một lúc sau hắn đã đuổi kịp hai vị đại đế lão niên, toàn thân hai lão già này đều là vết thương cả. Đang lúc tránh né sự truy sát của đám thần vương, một đường huyết hoàng bỏ chạy. Bọn họ đột nhiên nhìn thấy Trung Nhạc, không khỏi lệ nóng doanh tròng, quỳ một gối trên mặt đất, nức nở mà nói. Chúng ta đang đi trên hoàng tuyển lộ hay sao? Vậy mà lại gặp được bệ hạ. Đứng lên đi. Trung Nhạc nâng hai vị đại đế lão niên dậy, hắn nói, hai vị đạo huynh, ta không phải là Phục Môn Đạo Tôn, ta chỉ là mượn dư uy của đạo tôn đi tới hộ tống các ngươi mà thôi. Hắn hiện ra chân diện mục, hai vị đại đế lão niên nhìn rõ hình dáng của hắn, không khỏi than thở, hóa ra là thừa tướng, chúng ta còn tưởng rằng Phục Môn Đạo Tôn đã phục sinh, lại tiếp tục xuất lĩnh chúng ta chinh chiến đây này. Xấu hổ, để cho thừa tướng chê cười rồi. Trung Nhạc mời bọn họ lên thuyền, hắn lên tiếng nói, ta định dùng diện mạo của Phục Môn Đạo Tôn chinh chiến sát phạt, cứu giúp càng nhiều đạo huynh hơn, hai vị đạo huynh hãy giúp ta một tay đi. Hai vị đại đế kia liếc nhìn nhau một cái, lên tiếng nói, Tiểu Giáo Đế thông chi chúng ta tận lực tiến về phía trước, tận lực sống sót chạy tới thần thành thứ ba, tất cả các đạo hữu đều đang trên đường đi tới nơi đó. Sao? Tiểu Giáo Đế bảo các ngươi tận lực chạy tới thần thành thứ ba hay sao? Sao lại là thần thành thứ ba? Trong lòng của Trung Nhạc khẽ động, Tiêu Giao Đế khẳng định sẽ không bắn tên không đích. Hắn bảo các vị đại đế thượng cổ tận lực đi tới thần thành thứ ba, nhất định là có tính toán. Đột nhiên trong không gian phía sau chợt ba động, có một cỗ thân thể to lớn chợt ẩn chợt hiện trong tinh không. Ngay cả một khỏa thái dương thật lớn cũng bị che khuất quang mang, tựa hồ có một đạo thân ảnh hắc ám đang du động vậy. Một lúc sau, thái dương mới một lần nữa hiện lộ trở lại. Nhục thân khổng lồ như vậy sao? Sắc mặt của Trung Nhạc ngưng trọng. Chủ công, có khả năng là một tôn thần vương thái cổ. Sắc mặt của Táng Linh Thần Vương cũng khẽ biến, thấp giọng nói. Trung Nhạc lướt nhìn hai vị đại đế kia, chỉ thấy hai người trên cơ bản đều đã dầu hết đèn tắt, căn bản không thể tái chiến, chỉ đành thở dài một tiếng. Thiên dực cổ thuyền chuyển hướng, tránh né tôn thần vương thái cổ kia. Trung Nhạc có thể chống lại thần vương thượng cổ, cho dù đối mặt với thần vương viễn cổ, có Táng Linh tương trợ cũng không rơi xuống hạ phong, thậm chí còn có thể mượn dư uy của Phục Môn Đạo Tôn mà chém chết đối thủ. Nhưng thần vương viễn cổ thì lại quá cường đại, hắn căn bản không phải là đối thủ. Bọn họ cẩn thận tiếp tục đi tới. Thần vương thái cổ thật sự quá cường đại, không ngừng ẩn hiện trên con đường này. Thần thức khủng bố của họ cơ hồ không chút cố kỵ quét khắp tinh không, trong khoảnh khắc đã bao phủ vô số tinh tú tinh vực, sưu tầm nơi hạ lạc của các vị chư đế thượng cổ. Đám thần vương này tham lam mà hung tàn, hành tung xuất quỷ nhập thần. Cho dù là Trung Nhạc có được thiên dực cổ thuyền, cũng không thể không hành sự cẩn thận, tránh cho tao ngộ các thần vương thái cổ.
Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 321 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Thì Khánh Duy xin thông báo một chút là Khánh Duy sức khỏe đã ổn định. Hôm qua thì hứng quá, hôm qua thì khỏe khỏe thì mình hứng mình đọc buổi tối. Nhưng mà hôm nay thì thấy hơi mệt mệt, thôi được cố nốt nghỉ ngơi hôm nay nữa nhỉ. Xong ngày mai chúng ta lại vào cuộc. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.